Chào mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Ở trong ngày hôm nay thì mình cũng sẽ giới thiệu với mọi người một chiếc tủ lạnh side by side đến từ thương hiệu Hefler. Như mọi người có thể thấy ở đây thì cái tủ lạnh này là tủ lạnh gồm có 4 cánh khác nhau, với là 2 ngăn mát ở trên và 2 ngăn lạnh ở phía dưới. Thì đây là một chiếc tủ lạnh độc lập với các hệ thống làm lạnh, có thể là ngăn mùi này, cũng như là có cái than hoạt tính ngăn lọc mùi ở phía bên trong. Thương hiệu Hefler thì cũng sẽ được in nổi lên rất là đẹp mắt ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình tìm hiểu. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bảng điện. Đây là bảng điện điều khiển nè mọi người. Chúng ta có thể thấy là sẽ có cái nút mà điều khiển từ những cái vùng, có nghĩa là vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 chẳng hạn. Đây, mình có thể điều khiển cái nhiệt độ của từng vùng khác nhau luôn, chứ không phải là chỉ có một cái hệ thống làm lạnh cho toàn cái tủ lạnh này thì nó sẽ rất là tốn điện. Hơn nữa thì máy lạnh cũng sẽ có thêm cái chế độ gọi là tiết kiệm năng lượng, như mình có thể thấy đó là chế độ eco và chế độ dành cho ngày nghỉ. Tức là vào những ngày nghỉ thì mình cũng có thể là sẽ ứng dụng cái chế độ này thì máy sẽ tự động làm tiết kiệm năng lượng mà vẫn giữ được cái thức ăn bên trong nó còn tươi ngon, tại vì nó sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Đây là chế độ của nó mà mình có thể điều chỉnh, mình sẽ mở bên trong. Ở đây cái phần tay nắm thì cũng sẽ có cái hệ đèn led để mà tạo điểm nhấn cho cái vùng tủ lạnh này luôn ha. Mình nghĩ là thấy rất là đẹp mắt rồi. Mình sẽ mở vào bên trong. Đây, bên trong rất là lớn. Bên trong đây là cái ngăn mát của mình. Ngăn mát thì nó sẽ có cái kệ đựng 1, 2, 3, 4, 4 kệ đựng ở phần hai bên luôn. Kệ đựng chai hoặc là một số những cái sản phẩm khác. Cái sản phẩm tủ lạnh này thì nó xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ mọi người. Đây là phần này, là cái phần kệ kiến được 1, 2, 3 kệ và 2 cái kệ. Kệ này thì chúng ta có thể thấy là kệ đựng bánh, còn đây là kệ đựng rau củ nè. Hệ thống làm lạnh rất là nhanh. Rồi, phía dưới là hai cái ngăn đông. Đây, ngăn đông thì cũng sẽ được làm rất là đẹp mắt. Phía bên này là ngăn đá đây, ngăn đựng khay đựng đá. Phía dưới này là khoay cái hộp đựng thực phẩm. Có quạt bên trong và có cả lọc mùi luôn. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới. Chào tạm biệt mọi người.